Xin chào các anh nhé. Thì hôm nay em đến quay hàng đồ cũ, quay cho anh một ít video về loa đài cũ ở Nhật này. Đây là âm ly, âm ly Luckman L540, giá khoảng hơn 20 triệu Việt Nam đồng. Hôm nay là công suất là 8 ohm 200W này. Sản xuất năm 1989-1992. Hàng rất mới. Hàng Ulimate. Trên này là một đầu Marang là PM15S2. Cái này giá khoảng 18 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng này. Công suất là 180W, 8 ohm này. Có điều khiển này, có sách hướng dẫn sử dụng, có dây nguồn này. Sản xuất năm 2012. Hàng rất mới nha các bác nhá. Hàng nặng phết đấy. Con này nặng 18,5 kg này. Con dưới này nặng bao nhiêu? Con dưới này không thấy cái cân nặng. Đấy. Con này thì giá mới khủng khiếp chưa, khoảng 50 triệu. Đây, sang bên này đèn nông RCD CX1, em này giá là khoảng 15 triệu Việt Nam đồng, bảo anh 3 tháng này. Đấy, em này thì chạy được Super Audio này. Công suất là 150W này. Đấy, có sách hướng dẫn sử dụng, có khiển này, có dây nguồn, không có hộp nha các bác nhé. Sản xuất 2008 này, giá xuất xưởng là 35 triệu, rất đẹp, mấy keng luôn. Đấy, trên này là một con Luckman SQ38U. Con này là hai khung gỗ này. Đấy, các bác xem hàng vẫn rất là mới. Đấy, con này giá khoảng 50 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng, giá mới khoảng gần 80 triệu Việt Nam đồng này. Công suất là 30W 6 ohm, có khiển, có sách hướng dẫn sử dụng này, bị xước và bẩn. Sản xuất 22, xước bẩn thì mặt trước không bị thôi, nhưng tuy nhiên là các vân gỗ này do thời gian nên là nó sẽ bị xước các bạn. Đấy, sang bên này có một em Sansui AUX111 Mods Vintage. Em này giá là khoảng 27-28 triệu Việt Nam đồng này. Xem này, bảo hành 3 tháng cho các bác này. Con này công suất 300W 6 ohm, 336 ohm. Con này thì bị xước và bẩn. Sản xuất năm 1985. Ui, lâu phết à. Đây còn sách hướng dẫn sử dụng trên nóc rồi các bạn. Mới keng luôn. Xoay gương nó còn không xước, sát ở mặt trước luôn các bạn. Đấy, ở đây thì rất nhiều hàng, nhưng mà đây nó bán hết rồi. Bán hết nhiều à. Đây là còn Acutphay này. Acutphay mã là T109 này. Giá là khoảng 22 triệu Việt Nam đồng, 23 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng các bác nhá. Con này thì có khiển, có sách hướng dẫn sử dụng này, bị xước này. Sản xuất năm 1993. Con này là FM. Đấy, qua này. Model này T1109 này, FM Style Tuner. Đấy, sang bên này cũng có này. Con này là T1000. Con này giá khoảng 34 triệu Việt Nam đồng này. Đấy, bảo hành 3 tháng. Giá mới của nó là khoảng gần 60 triệu các bạn. Con này có hộp này, có sách hướng dẫn sử dụng này, có dây kết nối, có điều khiển. Nói chung con này còn đầy đủ nha các bác nha. Sản xuất 2007, khá đầy đủ đấy.
hàng rất mới luôn, các bác nhìn này, mới keng. Thiết kế thì gần gần giống nhau, nó giống con tê kia. Nhưng mấy cái nút này thì khác rồi này. Đấy, nút này nhìn đẹp sang, đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái này thì mặt kính, à, mặt ấy sẽ nhô lên. Và bên này thì lõm vào này, nhìn bên này thiết kế như bên này có vẻ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, theo theo em. Đấy, bên này thì lồi lên thì nhìn cũng đẹp. Đấy, đấy cũng sang bên này cũng có một Acutphase DG28. Con này giá mới khoảng 140 mấy triệu, 45 46 triệu gì đấy. Đấy, rất là đắt. Rất kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này thì là gì đây? Digital được. Cái này còn gì à, nhạc mạng miếc gì á. Đấy. Thì dùng chỉnh sửa gì đấy, Digital Synzo. À, xử lý tín hiệu digital này các bác. Con này thì có sách hướng dẫn sử dụng, có điều khiển thôi, có dây nguồn, xước và bẩn. Sản xuất năm 1997 các bác nhìn. Đấy, hàng mới keo luôn. Số 1997 các bác, rất là đẹp. Đấy, dưới này. Còn dưới này là con gì đây? À, đây dưới này có một con dùng để nghe headphone này của Lukman. Lukman mã là P1U. Em này giá khoảng 18 triệu, hơn 18 triệu Việt Nam đồng này. Đây các bác nhìn rất mới nhá. Ôi trời, nhìn mới keng luôn. Nhìn rất mới. Đấy, nút on up rất mới mà chưa không hề xưa san nha các bác nha. Thì con này thì sách hướng dẫn sử dụng này, có dây nguồn, sợ có bẩn thì mặt trước hầu như không quá. Đây, các bác nhìn nhá, đây có một vết đây này. Đấy, gọi là hơi lạc màu đi thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, giá mới của nó rất là đắt, giá mới của nó là khoảng gần 40 triệu Việt Nam đồng. Nó giảm được một nửa. Đấy, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang. Có một bác ấy đặt em mua con P700 rồi, thì em đang tìm để mua. Con này thì cũng đẹp. P700 này đời cao cấp hơn. Đấy. Sang đây là đầu Marang này. Đầu Marang Super Audio CD Play. Đấy. Con này là mã là SA8004, chạy Super Audio CD Play, giá là 10 triệu Việt Nam đồng, giá ấy là 20 triệu, giá xuất xưởng bán là 20 triệu. Đấy, bảo hành 3 tháng. Con này thì có những cái gì nhỉ? Đấy, con này có DAC nữa nha các bác nha, có cổng hỗ trợ chơi nhạc mạng đấy. Đấy, có USB này, DAC này. Đấy, con này thì có sách hướng dẫn sử dụng ở dây nguồn này, điều khiển này, xước và bẩn. Con này sản xuất 2010. Đấy, các bác nhìn rất là mới nhá. Bác nào mà muốn chơi nhạc mạng thì con này cũng rất là hợp lý. Đấy, rất là mới các bác. Đấy, đây on up đây. Đấy, cổng USB 5V 1A cho các bác. Đấy, trên này, nhưng không biết con này sản xuất ở đâu. Đấy, chắc là Nhật thôi. Mấy con cao cấp này thì sẽ ở Nhật, còn mấy con rẻ rẻ hơn chút thì sẽ sản xuất ở Việt Nam. Đấy, thường thường sản xuất ở Việt Nam sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Thì trên này có loa này, loa dim. Đây là có loa BMW, loa Matrix 805. Đấy, em này giá là khoảng hơn 20 triệu, 22, 23 triệu Việt Nam đồng gì đấy. Nặng 8,5 kg một chiếc. Đấy, sản xuất năm 1991 này. Đấy, 87 decibel. Đấy, sang bên này là một em bản JBR4312 mini Series 2. Em này giá là khoảng
12 triệu Việt Nam đồng. 90 decibel này, 6 ohm, 75W, cân nặng là 4kg một chiếc, rất là nhỏ nhẹ. Bắt đầu mua về chơi khá hợp lý. Đây, bên này có rất, mấy con nhìn rất hay ho này. Này chắc tự đóng rồi. Đây, con này chắc tự đóng này. Đây có con Eclipser này, TD307. Em này giá là khoảng 3 triệu rưỡi Việt Nam đồng này. Đấy, nhìn đây. Đấy, ngoài ra còn rất nhiều mẫu mã. Trời ơi, con kép này cũng đắt lắm này. Con này mua mới đắt lắm này, có bao đây, mua mới cũng rất là đắt, khoảng 14 triệu Việt Nam đồng, bán lại chỉ khoảng 10 triệu thôi. Công suất là 70W này, 24 bit. Ô, con này nhạc ấy à? Con này có cả chơi nhạc mạng luôn này, có USB hỗ trợ chơi nhạc 24 bit. Đây, đây mới gọi là chiếc loa khủng nhất của các bác này. Đấy, chiếc loa này nặng mấy tạ. Trời ơi, xem nào. Con này xem nào, khoảng hơn 300 triệu các bác nhá. Khoảng 3 tháng. Đấy, sản xuất 2003, con này bao cân nhỉ? Con này công suất 308 ohm cơ. Ui trời ơi. 104 decibel, độ nhạy khủng khiếp không? Xem bao cân, không có cân nặng này. Con này mà quân về Việt Nam thì chết tiền công các bạn. Đây các bác xem. Ôi, cái loa của nó này khủng khiếp chưa? Đây, ngoài ra rất nhiều loa nữa, loa JBL. Đấy, thấy có JBL gì đây? JBL model 4306. Em này giá khoảng 18 triệu Việt Nam đồng, hơn 18 triệu, bảo hành 3 tháng các bác nhé. Xem công suất. Tầm số 211 này. 89 decibel, 6 ohm, nặng 12 cân một chiếc. 12 cân một chiếc. Đấy. Rất là đẹp các bạn. Đây có loa Roger này, LS7T. Em này giá khoảng hơn 18 triệu Việt Nam đồng. Ui mới này, mới nha các bạn nha, mới là khoảng 40 triệu đấy. Khoảng 3 tháng. Công suất là 200W, mấy ohm này. Ui, đấy các bạn đang nghe là đôi đấy thì phải. Đây công suất là 208 ohm này, 88 decibel, nặng 15 cân một chiếc. Này là sản xuất của loa của Iggy Lịch Sự là nước này nhỉ? Anh nhỉ? Phải. Iggy Lịch Sự hình như Anh thì phải. Wow. Sản xuất năm 1988. Wow. Đây có loa BMW này, con này là 607 này. Giá là khoảng 12 triệu Việt Nam đồng. Đây có một con esoteric gì đây, không rõ ai nữa. Đang con này đang kiểm tra, đang trong kiểm tra. Đây cái loa to chà bá luôn các bạn. Loa này to chà bá luôn. Loa là gì đây? Sunwarrior Autograph Mix. Đấy, con này giá mới là khoảng 100 triệu, 100 triệu bán lại là 60 triệu các bạn. Rất nhiều. Đây có đầu Sony này. Đầu Sony này nhìn rất đẹp nhưng mà không có thông số. Đây mã đây, mã là DRS80810G. Rất đẹp nha, mới keng luôn nhưng mà con này đang chờ kiểm tra. Đây âm đi đèn ông này. Đây là đèn ông PMA 2045 mã. Em này giá là 12 triệu Việt Nam đồng. Đây còn có san xui nữa này các bạn này.
Đấy, Sansui AU Alpha 607i em này hơn 6 triệu Việt Nam đồng này. Bảo anh 3 tháng công suất là 180W 8 ohm à, kinh đấy, khủng khiếp này. Sản xuất là 1987 các bạn ạ. Rất là mới nhé. Đây nó đang đánh này. Đánh rất hay. Đánh đôi rất hay luôn. Cho chất âm rất là hay. Đây có em Victor. To à. Đó, các bác nhìn này, chỉnh bát xét to à. Rất đẹp. Victor mã là gì đây? Victor mã là PL10. Này là cục pre amp. Đấy. Đây, sang bên này xem nào. Đây có một cặp JBR nữa này. Cặp JBR này khoảng 25 triệu gì đấy, khoảng 25 triệu các bạn. Bảo hành 3 tháng. Sản xuất 2011 này. Công suất là 150W, 89 decibel, nặng 12 cân một chiếc. Đấy, 24 cân về Việt Nam là khoảng 2 triệu một một yến à, 4 triệu 5 triệu tiền ship. 5 triệu tiền ship không biết là có rẻ hơn Việt Nam không. Tổng về chắc phải 30 đấy. Hơn 30. Không biết có rẻ hơn Việt Nam bán không. Nhìn rất mới nha các bác nha. Nhìn mới căng luôn này các bác này. Không biết xuất xác bẩn luôn đấy, thật. Hàng mới đến 99%. Đây có đôi Boss này. Bầu đôi bầu 901V cốt tôm. Đôi này thì là giá cũng khoảng 24 triệu gì đấy. Giá man bây giờ nó rất cao các bạn. Trước các bác mua thì sẽ rẻ, bây giờ cao rồi, giá man lên cao quá. Còn này công suất là bao nhiêu đây? 270W mồm. Kinh khủng khiếp ạ. Vẫn còn sách hướng dẫn sử dụng này. Bảo hành 3 tháng, sản xuất là 1956. Ủa. Đây hết cái hot rồi, em đi ra bên này quá. Củ loa này các bạn ơi. Củ loa rất to à. Đây dây ba lăng Lockman này các bác này. Đó, khoảng hơn 3 triệu. Đây có dây chơi nhạc số này, USB này, của Lockman này. Rất nhiều. Tai nghe BMW sợ chưa? Tai nghe AirPods này. Giá khoảng chỗ 2 triệu. Ồ, con bầu này đắt thế. Bầu này không cho em đấu giá. Rẻ. Rồi con. Có cái cặp này khủng của Acutphase M2000 này, giá khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 180 triệu gì đấy, 190 gì đấy. 190 triệu. Cặp này xem này. Đặt thông số nhá. Có hộp nha các bác nhá, có hộp này.
sản xuất năm 1997, bắt đầu bán năm 1997. Nó không có dây nguồn. Không có dây nguồn. Đấy. To đùng thế, không có dây nguồn. Chỉ con này nặng bao cân? 50 cân một chiếc. Hai con này một tạ rồi. Đấy. Công suất là 250W 8 ohm đến 2000W 1 ohm. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Trên này có loa esoteric này. Con này khoảng hơn 20 triệu các bạn. Mã MG10. Esoteric mà sản xuất loa. Rất nhiều ấy. Nhiều mẫu mã. Đây con JBL các bạn này. 4425, em này giá khoảng 36 triệu Việt Nam đồng. Loa âm trần 5 chiếc luôn. Phải không? Phải có âm trần không? Loa gì chứ? Phải có âm trần đâu, 5 chiếc. Ủa. 5 chiếc luôn mà giá ấy là khoảng giá khoảng hơn 6 triệu, 6 triệu rưỡi gì đấy. Bảo anh 3 tháng này. Uầy, con này giá mới là khoảng 25 26 triệu Việt Nam đồng từ năm 1986 mà cũng có giá đấy rồi. Nó các bác phải biết nó đắt như thế nào đấy. Đấy. Đây một là lúc man này. Đây có lọc ảo không khí kiểu. Đây. Đây nó bán nhiều nồi cơm điện. Một cơm điện cũ rẻ lắm. Cơm điện nhỏ nhỏ này. Đây các bác nhìn tivi. Đây tivi to đùng này. Tivi này bao tiền? Tivi to đùng này của Hisensor này là 7-8 triệu. Đồ Nhật không hề rẻ nha các bác nhá. Tivi Nhật đắt lắm. Chắc là nó tích hợp đầy đủ mẫu mã. Đây các bác, loa. Loa tách này. Học thử ra xem tách này. Đây này. Đang muốn mua, em đang muốn mua một đôi về để test loa xem ra thế nào. Chưa thấy đôi nào hợp lý để mua. Một đôi hợp lý. Đây có đôi bốt 101. 121 này, về. Không có gì. Đây có đôi BMW. Đôi này hợp lý ấy. Xem nào, đôi này 100W 88 dB 6,1 cân. Được đấy. Khi em lấy đôi này về nghe vậy. Đôi này về nghe không biết có ổn không. Đây có rất nhiều rồi nha. Đây bán rời luôn. Là Bluetooth. Rất nhiều. Đây có bốt. BMW 314 này, đôi này nó giá 5-6 triệu. 304 công suất là 75W này, nặng 5,1 kg một chiếc. Đấy, ở Việt Nam rất nhiều bác thích đôi này nhá. Bác nào mua đôi này quá hợp lý. Con này thì nó bọc rồi không cậy ra được rồi. Xem được bên trong em như thế nào. Đấy, nhìn rất đẹp các bạn. Thì em quay đằng sau xem nó được sản xuất ở đâu nhé.